từ đó có cái Phật tử nào nói nè, nói thầy có 2 triệu mấy tiền điện mà thầy không đóng được mà ăn là nói tiền tỷ 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 tỷ. Tại thầy muốn Phật tử đóng đó, cái tướng thầy dày mà ta không có dài và tỷ quên nó lộn. À, không lẽ thầy không có dài ba chùa dài ba triệu đóng tiền điện mày, tao muốn để lâu coi nhà nước có bảo vệ gì tôn giáo hay không. Trời đất cơ, trời tự nhiên mấy người kia cúng rằng tiền để đóng tiền điện mà đó cho thầy cái thầy đóng điện mà thầy không muốn đóng điện hay mua cái khác. À, tiền coi con không biết, ta có cái phí của tôn giáo riêng là tiền điện giảm được 70-80% luôn mà tại thầy không vô luôn. Mà khi để coi người ta có nó tóm gọn chùa mà họ có giống như người đời ứng xử coi giống người đời hay không, chùa chiền mà làm như người đời nói thầy Phúc ăn bữa ăn mấy triệu đúng rồi. Sang cái chùa 15 tầng là mấy tỷ mấy ngàn tỷ rồi mua đất là cả tỷ tỷ không mà mấy tiền điện cũng bị đi đòi bị đi cắt. Nói thầy Phúc không biết có cái nổi tại khi binh vực hàng binh vực cái khóc của hàng là thầy nói thầy còn nghèo, thầy đâu nói mà thầy còn nhờ thằng giúp đỡ mà thầy nói thầy có đầy đủ hết rồi sao thằng giúp đỡ thầy, đúng không hằng? Phải nghèo hơn thằng và nhờ thằng là người tài trợ và thằng là một người Phật tử hình thành là một cái ban tôn giáo và ban mặt trận rồi cái ban nội vụ rồi cái ban gì công an tôn giáo. Giờ thầy có công đoan không, là khi mà chị Hằng tài trợ thì thầy sẽ đóng tiền điện không? Đúng rồi, ký giấy lấy kia đóng tên liền. Đúng rồi. Yeah. Làm việc thiện thì dễ, làm việc ác là khó chứ làm việc thiện dễ. Thầy có người nào bị cắt điện như vậy chưa thầy? Cắt 3 lần rồi. Nhưng mà thầy cố tình không à, có điện, có tiền mà thầy không đóng. Thì ngộ vậy. Sao có tiền thầy không đóng cho nó khỏe? Thì để coi nhà nước có hỗ trợ mình không, mình tu rồi mình làm gì ra tiền mà cứ đâu cắt điện hoài. Cái điện là cái sinh hoạt hàng ngày của chùa, tắm rồi nước điện là ánh sáng, mà giờ nhà chùa mà cho Phật nó khui luôn, có nghĩa là đâu tôn trọng Phật, tôn trọng ông sư, coi ông sư khua người đợi, người đợi mà còn tôn trọng mà ông sư không coi ra gì. Rồi đó là khử khách của nhà nước, khử khách của tôn giáo, khử khách của điện lực. Cái gì cũng có quy luật, có chẳng qua là người cố tình và người làm việc ác không. Quá trời luôn hả? Đúng thì mấy. Sao thầy là đổ hết ra bàn vậy thầy? Đổ ra giờ mình lựa cho lẹ, tại vì mình không ai giờ thầy sẽ tập trung vào sửa chữa. Gắn y đào. Đó giờ vậy chứ một lần mẹ của Dũng là Voi đó, yeah. Thầy có đi chương trình với thầy Khích Trường Tứ á, tổ chức chương trình đi mấy quốc gia đi làm từ thiện bên Campuchia đó, có đi với thầy mà còn nói về Đại Nam đi, có khách sạn thầy ngủ sẽ không lấy tiền luôn, thầy mà về đó tham quan du lịch là tụi tôi lo chỗ ăn chỗ nghỉ hết. Hổm mẹ của Dũng, mẹ của Hằng gì không biết nhưng mà lớn tuổi rồi, nói là khách sạn là tụi con quản lý. Mẹ của anh Dũng. Ừ, ủa thầy, con thấy trên mạng xuất hiện mấy clip hình ảnh của thầy là được nhận bằng khen đồ gì giá trị của chính lắm phủ của chính phủ. Ủa mà thầy làm gì mà được nhận bằng khen đã vậy? Làm từ thiện thôi. Làm từ thiện cho Trường Sa Hoàng Sa, rồi các quỹ học bổng, rồi các chương trình của quỹ khuyến học, quỹ của ban tôn giáo chính phủ, quỹ của mở trung ương mặt trận tổ quốc, quỹ của chữ thập đỏ. Quỹ của ban tuyên giáo trung ương, quỹ của bộ lao động thương binh, rồi của bộ công an, bộ quốc phòng, rồi của văn phòng quốc hội, rồi của văn phòng của bên chất lọc da cam, bên của tổ chức là người khuyết tật đó. Mấy người cộng đồng mạng nó nói là thầy là không phải dạng tầm thường đâu nha. Thường gì nói thầy là cũng nói tóm gọn là bao nhiêu người đóng góp cho thầy từ thiện nhiều thầy cho nhà nước hết, nên thầy được những nhà nước cấp cho thầy là có tiền nhiều ăn no, ăn có tiền đi chăng lấy tiền đi từ thiện. Nói thầy cũng dữ dằn lắm á, chứ không phải có người
có người thì nói thầy là công an kiềm đủ thứ. Đúng rồi, thầy sư cũng học tốt nghiệp bên luật sư với bên đi tập quân sự, thầy cũng tốt nghiệp trường đại học công an mà. Tại thầy không thèm làm công an, công an thầy nói đói, công an cực đó, khổ. Nhưng mà thầy đã có bằng rồi đó thầy. Có rồi, có bằng đầy đủ, tốt nghiệp đầy đủ, thầy học võ Bắc Hồ, học võ học rồi, đại học đầu ra trường cũng bắt 3 tháng đi học quân sự chứ bộ. 3 tháng bằng ta học 3 năm quân sự. Tại vì cũng nhiều lợi, tại ở quân đội là ăn ở với đi tập này kia, chứ còn thực tế là từng mới có đi tập lần, còn này vô mình rập rút ráo trong 3 tháng trước khi có trường thì có 10 ngày, có trường thì 3 tháng, có trường thì nó tóm gọn 15 ngày đi quân sự, đi tập khắp đó, rắp rắp súng rồi học võ Bắc Hồ rồi đọc đi điều hành, đi theo điều phục của quân lính á, công an rồi học võ Bắc Hồ rồi đó. Cái gì mà thầy không trải qua quân đội nào thầy cũng vô hết rồi, những cái trạm hải quân quân đội cho đến các cái trạm quốc phòng đồ đó, thầy ra mấy cái đặc công đảo Việt Nam thầy đi cả mấy trăm cái đảo, đội bộ đảo lớn đảo nhỏ gì cũng đi hết, đều bảo vệ của bay biên phòng hết á, biên phòng biên giới gì thầy đều đã trải qua, ngủ trong các cái nhà khách của biên phòng, nhà khách của đồn mấy cái đồn của hải quân đồ rồi bộ tư lệnh đồ đó, thầy ở trong quân đội là nhiều. Ủa? Tại vì biết sao, họ biết thầy là đi công tác á, là sợ ở chùa tối họ làm gì đó, rồi ở nhà dân họ đụng chạm tới thầy rồi mất công, họ họ không bảo vệ được sinh mạng thầy nên họ mời qua cơ quan của mấy cái biên phòng, rồi ở đó có lính có bảo vệ đâu, rồi có công an đồ nữa, con mở cái clip thấy thầy họp trong quốc hội thủ tướng chính phủ nữa. Đúng rồi, có thẻ mà con đó, đúng rồi, nói thầy có thẻ, có thẻ nói con nhà nói thầy làm lớn lắm. Thầy đã năm thầy nè chuẩn bị Tết mấy cái lễ đồ này, nhưng mà có cái thầy có đóng góp thầy mới đi, không đóng góp thầy mắc cỡ, người ta có bằng khen mình cũng có, tự nhiên cái không đóng góp gì ra ngồi đó không được bằng khen. Bữa nào cái Hằng chỉ cho tiền đó, đi đó rồi Hằng đi cái thầy để hai phần, phần của Hằng và Hằng của thầy, hứa Hằng mà chuyển tiền cho thầy thì thầy đăng ký bất cứ cái bằng khen nào của cấp chính phủ trung ương đều có một cái hai bằng khen, một bằng khen của Hằng và một bằng khen của thầy của chùa, một cái của tỉnh Bình Dương và một cái dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Dạ dạ. Để nói thầy với Hằng với nói thầy cho chiếc xe cái đó được không thầy? Xe nào? Cái bằng á, cái thẻ mà quốc hội được không? Thì đại biểu thôi mà. Ở cái thẻ đó chị Hằng. Được. Nhưng mà Hằng phải đi công tác với thầy, đi lãnh bằng khen, cũng phải ra ngủ văn phòng chính phủ hoặc văn phòng quốc hội, xong rồi cái đi trao bằng khen là nhận luôn. Vô văn phòng chủ tịch nước, vô văn phòng chính phủ cái chính phó chủ tịch hoặc là chủ tịch hoặc là phủ tướng trao cho mình những bằng khen đó luôn. Chứ không phải là dân thường trao. Để nói không phải bộ nhỏ. Cho chị con. Chị thầy lấy chị xem chút thầy. Rồi thầy. Chị dân chờ rồi. Nói tóm gọn Hằng cứ đăng ký chuyển tiền đàng hoàng là thầy hứa không có thì xử thầy luôn. Thiệt không? Thiệt luôn. Nói tóm gọn chuyển cho thầy có tiền đi rồi là tự nhiên thầy đưa công văn ra từ trung ương chính phủ là tự nhiên cái tới trần khen thưởng là gỡ nguyên một phần mờ đồ. Ngày lễ kỷ niệm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh, bộ nào cũng có hết. Nói tóm gọn. Chị Hằng yêu sợ thầy nó xạo nè. Thầy chứng minh đi, nếu mà thầy lừa xử thầy luôn. Chị Hằng Kinh là nãy thầy hứa cho xem mà sao. Cái thẻ thôi mà, cái thẻ quốc hội á. Trời ơi, khôi phe gì. Làm ra không lẽ thầy là đi phe. Nè biết không? Thẻ con thầy 4 bằng thẻ luôn. Không được chị ơi, chị ổng không cho. Có chứ bộ, thẻ đeo. Nè, nó tấm còn lấy luôn cho coi luôn nè, lên về thẻ luôn để cho Hằng nó tin. Có quá trời thẻ luôn. Quá trời luôn. Lấy nè, chị Hằng ấy, thầy đi lấy rồi. Nó luôn hả? Nè, bổ quyển Xuân Phúc, con này vừa rồi vì người nghèo. Ủa ghê thầy? Thầy đâu? Dạ, trong coi. Nói, lên xa coi. Thầy biết giữ rồi thầy. Nè, đó, thẻ đó, chị Hằng ơi. Đó, đó. Cứ đại biểu có là một. Coi bên kia thầy. Là không có gì chứ. Thẻ đại biểu. Đại biểu quốc hội. Cả nước trong tay vì người nghèo, quốc hội. Quốc hội, để quốc hội, rồi có bằng khen của chính phủ luôn. Nè, của Nguyễn Xuân Phúc ký nè, họ vì người nghèo nè. Mỗi chương trình là một cái thầy đại biểu nè. Cái bằng khen nó thầy gỡ ra rồi, nó còn nè đó nè, vì người nghèo nè. Ủa ai ký vậy thầy? Của Nguyễn Xuân Phúc. Nè, này có Nguyễn Xuân Phúc ký. Rồi còn Phủ tướng Chính phủ. Thì giờ ông Phạm Minh Chính thì 21 chương trình năm nay đóng góp đi. Sẽ chương trình ăn vô ăn Tết quốc hội nè.
vô ăn Tết Quốc Hội về rồi ủng hộ cho Phủ Tiết Kiệm, cho vì Trường Sa Hoàng Sa thân yêu. Dạ, ô thầy đã quá thầy ha. Được bằng khen của Thủ tướng rồi thầy đi họp với đại biểu Quốc Hội rồi tùm lum luôn á. Rồi nè, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trung ương nè, rồi chủ tịch của Bộ Lao động Thương binh nè, bằng khen nè, còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nè. Nè bằng khen của di sản của mình, chùa mình là cục di sản quá, với hay là chủ tịch của UNESCO luôn nè, chủ tịch đại diện phía Nam của chủ tịch hội đồng kêu bằng của hội đồng cố vấn nè. Ủa, có luôn hả thầy? Đấy nè, thầy là bổ nhiệm rồi nè. Ở bên là chủ tịch hội đồng cố vấn của UNESCO nè, ở phía Nam rồi nè, mấy cái di sản rồi trời. Bằng khen này mày không đọc hả? Bổ nhiệm thầy có mơ mấy chục chức chủ tịch luôn, mày nói gì vậy? Ui, thầy giỏi ghê á thầy. Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng nè. Toàn bộ công an tặng nè, chủ tịch nước tặng nè, bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng nè. Quá trời luôn. Cấp trung ương chính phủ trao không chỉ dân thường. Anh coi thử chị Hằng có đây là danh nhân kìa của ông Nguyễn Phú Trọng với phó thủ tướng là ông Hoàng Trung Hải trao cái thầy là của Bộ Thương mại và Công thương Việt Nam là trung tâm văn hóa danh nhân vì Việt Nam là chứng nhận cho thầy là danh nhân đó. Dạ. Danh nhân được cấp chính phủ trao là được ông tổng bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng với được ông phó thủ tướng chính phủ trao là hồi là ông Hoàng Trung Hải được không á. Trời ơi, thầy không thiếu ông nào hết đó, thủ tướng nào cũng có thầy, ông Hồ Hướng còn lên trước cũng có thầy mà mắc rồi cũng có thầy. Mấy đời ông thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội gì nè, ông Phan Nhân Khải nè, đó nè. Rồi Trần Đại Quang là giờ từ Bộ Công an chuyển thành chủ tịch nước nè. Rồi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nè, rồi ông Nguyễn Xuân Phúc nè. Rồi xong rồi tới hồi đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân nè. Rồi ông gì Nguyễn Sinh Hùng là chủ tịch quốc hội nè. Mấy ông cũ đều có thầy, rồi ông Đỗ Mừ, rồi ông Lê Khả Phiêu, rồi ông Võ Văn Kiệt, ông nào cũng có thầy đưa tiễn đi. Giỏi ghê thầy. Giỏi gì giỏi, cái chuyện bình thường. Tết hôm nay nè, Hằng mà ủng hộ thầy là thầy cho hai sức. Sức của chùa này với của bên Hằng là xong, Hằng mà đồng ý khỏa thuận làm đoàn tôn giáo, là làm chùa chiền đàng hoàng, là ưu tài trợ thầy rõ ràng. Là thầy không bao giờ để Hằng mà tớ ra toàn là ra trung ương văn phòng chính phủ không, chứ không bao giờ bình thường nữa, cấp trung ương chứ không còn cấp địa phương với anh tỉnh nữa. Ủa, vậy là gặp ông lớn bà lớn luôn hả thầy? Gặp hết, không thiếu một ông nào. Gặp ông lớn bà lớn luôn. Đúng rồi. Ủa, quá dữ luôn rồi. Phải đệ nhất chứ sao đệ nhị được. Dạ. Ghê ghê thầy, quá dữ nha. Thầy cũng thấy chùa mình là đủ mai đủ đào chưa thầy? Chưa, thiếu 50 ký đào, 50 ký mai nữa, mà thầy chuẩn thì 100 ký mai, 100 ký đào được dư luôn cho để năm sau luôn, thầy khỏi tốn tiền, năm sau khỏi nói chữ mua nữa. Nó tóm gọn mình mua đủ rồi, năm sau mua cái khác. Mỗi năm mình có cái này rồi xen cái kia đúng không? Này chỉ năm sau thầy kháo xuống sớm rồi qua tháng 2 thôi, còn cái nào để luôn thì mình để bị đường, cái nào tốt mình nói tóm bỏ vô cái bịch ni lông kính mình cắt. Còn ấy là mình bao nó tóm gọn lại thì kệ đi, ứ nước cái nó sạch được, mình để bông khác. Nên tóm mà nếu mình dân có tiền mà tiếc gì, năm nào bỏ luôn nguyên năm lấy nó dục luôn. Đúng không? Có nhiêu tiền mấy chục triệu bạn. Thầy cho hỏi là hồi nào giờ là thầy có bao nhiêu bằng rồi thầy? Tất cả. Thôi đừng có nói ăn học với mình hả? Tài giỏi đừng có khoe bằng cấp, đừng khoe trình độ. Trình độ không khoe. Và cứ học, học mãi, học cho đến già, học chỉ đi khi chết thôi. Là ở nhà bắt học không ngừng học, rồi mình làm sao thầy ước mơ hả? Đi 192 nước mà thầy nhất mấy trăm bằng tiến sĩ. Nước nào cũng trao bằng khen, bằng tiến sĩ danh dự, và thầy chính thức thầy học luôn, giỏi ngôn ngữ Anh đồ luôn. Thầy, chị Hằng nói mấy hộp cái đỏ mà của chủ tịch nước tặng cái đó, cái gì tặng cái gì thầy? Bộ tách. Nếu mà Hằng qua tặng thầy sẽ tặng cho Hằng bộ tách của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
và bộ tách của chủ tịch nước là mới nhất luôn. Có một Phật tử comment như nói thầy có thể có Phật tử nó thích bộ tách thầy có chia lại được không? Được, nói tóm gọn là thầy không xài thầy chia lại thầy kiếm tiền ăn Tết. Kiếm tiền rồi thầy. Thì cúng dường thầy sao thấy được đi chứ đọa quà mà làm như buôn bán đâu có buôn bán được, có nghĩa là con ủng hộ làm sao thầy. Nhiều đó bao nhiêu tiền đó để thầy có tiền Tết là được rồi, hoặc là thầy sắm sửa gì đó. Anh đó nói anh không có tiền có 1 triệu rồi thầy. Trời ơi làm gì làm như bánh kẹo. Cúng dường cho thầy 1 triệu là thầy mới tặng được. Không. Vài chục triệu khách nhất cũng vài chục triệu. Vài trăm triệu. Tự nhiên cái muốn phần quà đặc sắc của phụ tướng cấp chủ tịch nước mà tự nhiên có 1 triệu làm như là thôi 1 triệu con đi ra ngoài mua thiếu gì họ bán. Bộ tách đâu ngoài nhiêu cũng 3 triệu đến 5 triệu bộ tách. Một bộ tách mà không có tên tuổi gì.